Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, tờ China Daily đã dẫn thông tin của Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo rằng mưa lớn đang di chuyển về phía Bắc nước này trong vòng 30 ngày, trong khi đó mưa dông kéo dài ở phía Nam sẽ có chiều hướng giảm dần. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt thời tiết bất thường này do tình trạng ấm lên của toàn cầu và đới cao áp cận nhiệt đới dẫn đến biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên nhiều hơn. Trung Quốc thường hứng chịu những hiện tượng đối lưu cực mạnh gây mưa to với 16 khu vực xảy ra hiện tượng này và dự báo cường độ đối lưu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến tận tháng sau. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo, sông Dương Tử đã đón nhận đợt lũ thứ tư. Lũ lụt khiến dòng chảy của sông ở thượng nguồn và dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng nhanh. Tính tới 10 giờ sáng, hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận dòng chảy cực đại lên tới 55.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy cực đại dự kiến đạt 65.000 mét khối mỗi giây vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Bắc Kinh. Tình hình dọc theo sông Dương Tử trở nên đáng lo ngại. Kể từ khi đập Tam Hiệp trải qua đỉnh lũ đầu tiên của con sông này trong năm nay hôm vừa qua, Tân Hoa Xã nhận định lúc 8 giờ dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở mức 34.000 mét khối mỗi giây, với mực nước hồ ở ngưỡng 165,55mm. Theo các chuyên gia của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử dự báo sẽ có một đợt mưa lớn mới trong những ngày tới. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng mực nước lũ sẽ dâng trở lại trong vòng 3 ngày tới ở vùng trung lưu sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình. Mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử trong 10 ngày tới, theo cảnh báo hôm vừa qua của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, có thể dẫn tới nguy cơ thảm họa cao, tờ Tân Hoàng Cầu thông tin. Đỉnh lũ số 3 năm 2023 của sông Dương Tử hay Trường Giang xảy ra vào lúc 14 giờ chiều ngày đầu tháng, theo giờ địa phương, và đỉnh lũ thứ 3 của con sông dài nhất của Trung Quốc, dòng chảy cực đại và hồ chứa đập Tam Hiệp là 63.000 mét khối mỗi giây, theo CCTV. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp khi đó là 153m, theo China Daily. Giới chức vận hành đập Tam Hiệp cho hay hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xử lý được mực nước lên tới 175m. Hàng trăm học sinh ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khi đi dự kỳ thi tuyển sinh cấp 3 được tổ chức vào ngày hôm qua đã bị mắc kẹt do mưa lớn gây ngập nặng. Chính quyền địa phương ngay lập tức đã cử một đội cứu hộ giải cứu các em bị mắc kẹt. Cụ thể, có hơn 70 học sinh đã phát đi tín hiệu cấp cứu vào ngày hôm qua khi con đường ở một làng Fuyong thuộc huyện Bà Dương nằm cạnh hồ Bà Dương bị ngập nặng. Được tin công nhân làm việc tại hồ Bà Dương đã dùng thuyền tới giải cứu các em. Ông Yu Jiangbing, phó hiệu trưởng trường trung học Bishan cho biết hơn 70 học sinh đã bị mắc kẹt không thể tới trường đi thi. Do đó, chúng tôi đã nhờ đội cứu hộ giúp đỡ. Họ sẽ đón các em bằng thuyền, sau đó đưa các em tới điểm đón xe buýt công cộng để các em có thể tới trường đi thi. Tới 10 giờ cùng ngày, 12 xe buýt đã lăn bánh chở 220 học sinh trong khu vực tới địa điểm thi trong quận. Cùng lúc, 20 lính cứu hỏa đã giải cứu 23 em học sinh bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ngập nước ở làng Fuyong. Lũ lụt cũng đã chia cắt các tuyến đường vào thị trấn Liên Hồ, khiến giao thông nơi đây tê liệt. Gần 540 học sinh trong khu vực cũng không thể đi tham dự kỳ thi vì ngập lụt. Năm nay, dự kiến huyện Bà Dương phía đông bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc có khoảng 18.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Hôm nay, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại khu vực Hồ Thái Hồ lên cấp 1, mức cao nhất trong thang 4 cấp. Lúc 7 giờ ngày hôm nay, theo trang website Cơ quan Quản lý Hồ Thái Hồ thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước trong Hồ Thái Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã tăng lên mức 4,65m, đạt ngưỡng cao trong mức an toàn. Theo dự đoán, mưa lớn nếu còn tiếp diễn sẽ khiến mực nước trong Hồ Thái Hồ tăng nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Những trận mưa lớn liên tục từ đầu mùa lũ tới nay đã tàn phá phần lớn khu vực miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước nhiều con sông ở các địa phương chịu ảnh hưởng luôn vượt quá mức cảnh báo. Ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, hơn 40 hectare đất nông nghiệp đã bị phá hủy bởi trận lũ quét ngày hôm qua. Nhớ lại trận mưa khủng khiếp, ông Gao Liping, dân làng Xương Tang, kể lại, trong đó mưa rất lớn,
rất nặng hạt, sáng ra đường thì đã thấy ngập hết cả rồi. Nhưng không chỉ có thế, chỉ 1-2 tiếng sau nước dâng cao hơn, ngập cả cái thùng rác ở đằng kia kia. Nước sâu khoảng 3 mét, cả cánh đồng ngập trắng, cây ngập không thấy ngọn luôn, xung quanh chỉ toàn nước là nước. Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra lở đất, xô ngã nhiều căn nhà, khiến giao thông khu vực bị tê liệt. Ngày hôm qua, con đường huyết mạch nối liền 8 ngôi làng tại thành phố Đạt Châu đã bị chia cắt bởi bùn đất. Ông Trang Lưu, một người dân tại đây cho biết đây là con đường nối liền 8 ngôi làng thuộc thị trấn Li Ji cũ trước đây. Hơn 7.000 người hiện vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong. Không chỉ giao thông, đất trồng và nhà cửa trong khu vực cũng bị tàn phá nặng nề. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 3,67 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 520.000 đô la Mỹ. Clip ghi lại cảnh tượng lính cứu hỏa bất chấp nguy hiểm, lội trong dòng nước cao tới ngang ngực để giải cứu 222 người dân bị mắc kẹt bởi mưa lũ tại thành phố Quảng Nam, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực trong thành phố, lượng mưa tối đa đo được tại làng Trung Quang Tang lên tới 209,5 mm. Mưa lớn cũng đã gây ngập nghiêm trọng tại huyện Lâm Thủy, thị trấn Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc với mực nước lên tới gần 1,4 mét. Cô lập 33 người già và 27 trẻ em trong một khu dân cư. Sau khi được thông báo, lực lượng lính cứu hỏa địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, giải cứu người bị mắc kẹt. Sau đó, lực lượng giải cứu cũng đã gõ cửa từng nhà dân trong khu vực, sơ tán 210 người tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hỏa cũng đã giải cứu được 8 người ở làng Trung Tinh. Sau khi nước từ một hồ chứa địa phương tràn vào làng gây ngập nặng, tại quận Tiền Phong thuộc thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, 4 người, trong đó có 2 người cao tuổi đã bị mắc kẹt trong một cửa hàng, cũng đã được giải cứu đưa tới nơi an toàn. Chính quyền địa phương ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc đang huy động toàn lực nhằm giảm thiểu và khắc phục hậu quả thiên tai bằng những biện pháp như gia cố khẩn cấp đê điều, sửa chữa các khu vực đê có nguy cơ cao và sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Mực nước sông Hồ Khẩu, đoạn dài 13 km của sông Dương Tử chảy qua thành phố Cửu Giang và phía đông tỉnh Giang Tây Trung Quốc vẫn duy trì ở mức báo động cao trong 11 ngày liên tiếp, khiến địa phương phải huy động hơn 1.000 quân nhân và người dân gia cố đê dọc hai con sông. Ông Lin Hai, Phó Chỉ huy trưởng đơn vị ứng phó bão lũ thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ bằng mọi giá bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân." Mực nước sông Trang Hi chảy qua huyện Tùng Dương, phía đông tỉnh An Huy của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 17,26 mét ngày hôm qua, đe dọa cuộc sống của hơn 2.500 người dân trong khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.800 nhân viên cứu hộ, gia cố đê điều. Ông Lu Zhong, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Tương Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc nói: "4 ngày trước, chúng tôi đã cho sơ tán hơn 2.500 người dân sống trong khu vực đê bao quanh sông. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường gia cố đê chắn, giữ an toàn cho khu vực." Tính đến ngày hôm qua, đã có 543.000 người dân tỉnh An Huy được tái định cư. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn trong tình trạng cảnh giác cao trong việc theo dõi và kiểm soát lũ. Tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cảnh báo rằng tại địa phương có 37 hồ vượt ngưỡng cảnh báo, 849 hồ chứa cũng đã vượt khả năng chứa nước của mình. Kỹ sư Feng Shengwen, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện các phương án tiếp cận một cách thận trọng và nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý hơn 2.600 km đê điều." Ngày hôm qua, chính quyền huyện Tương Dương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải dùng trực thăng cùng máy xúc tiếp cận từ trên không để sửa điểm vỡ chân đê dài 40 mét. Mưa lớn và lũ quét cũng đã khiến hơn 3.100 người ở huyện Vu Khê, phía tây nam thành phố Trùng Khánh phải sơ tán khẩn cấp, trong khi chính quyền thành phố liên tục tăng cường tuần tra sông và các hồ chứa. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày hôm qua thông báo đã tới giai đoạn chống lũ khốc liệt, nhấn mạnh sự cảnh giác cao độ trước các nguy cơ xảy ra lũ lụt trong thời gian tới tại Trung Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như ở Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương. Theo Bộ Tài nguyên nước, mực nước sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương đã giảm nhẹ vào trưa ngày hôm qua, nhưng vẫn ở mức cao hơn 0,27 tới 2,46 mét so với mức cảnh báo. 87 con sông ở các khu vực Vân Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Hà Nam vẫn trên mức cảnh báo lũ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đưa ra cảnh báo về mưa lớn tại các địa phương Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc,
An Huy, từ đầu mùa mưa lũ, mực nước tại trung hạ lưu sông Dương Tử cũng như ở hồ Động Đình và hồ Bà Dương đang tăng nhanh một cách đáng báo động do mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người. 4 ngày trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cho nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, điều động thêm các nhóm công tác hỗ trợ các địa phương phòng chống thiên tai. Thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một trong những trụ cầu của cầu đường sắt sông Trường Nguyên trên đường từ huyện Quinsan đến Đông Quan đã bị dòng sông cao vút cuốn trôi vào ngày hôm qua. Vào thời điểm đó, một đoàn tàu đang chạy ngang qua đường ray trên cầu. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, một đoàn tàu đang đi qua cầu. Đường ray treo lơ lửng trên dòng sông chảy xiết, chính quyền đã điều động lực lượng cứu hộ khẩn cấp để di rời đoàn tàu. Hầu hết các đoàn tàu đều bị dừng do tai nạn và công việc sửa chữa khẩn cấp bắt đầu. Mưa xối xả ở Sơn Tây, Trung Quốc đã gây ra nhiều thảm họa, một cây cầu đường sắt địa phương bắc qua sông và một trụ cầu đã bị dòng nước lũ cuốn trôi vào ngày hôm qua, khiến toàn bộ đoạn đường ray bị hỏng và đoàn tàu treo thẳng trên không. Cho đến hôm nay, việc sửa chữa khẩn cấp vẫn chưa hoàn thành và quan chức chưa công bố liệu có bất kỳ thương vong nào hay không. Các quan chức Trung Quốc chỉ ra rằng Sơn Tây đã mưa nhiều ngày kể từ ngày đầu tháng này. Hiện trường vụ tai nạn nơi trụ cầu bị cuốn trôi vẫn chưa thể vội vã thông qua. Hơn 800 người đang làm việc tại hiện trường. Công ty chịu trách nhiệm vận hành đường sắt địa phương đã bổ sung hoàn tiền vé tại 104 ga. Windows thông báo sẽ tăng cường kiểm tra các đoạn đường sắt ngầm và trên cao, đồng thời tăng cường kiểm soát thang máy, bậc tam cấp và cửa ra vào tàu, hy vọng sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.